À, xin chào các bạn, hôm nay là mình sẽ ở trong lớp học tiết học thực hành của khóa Spalinit. Mình sẽ học về gọi đầu dưỡng sinh, một tiết học gọi đầu dưỡng sinh của khóa Spalinit. Thì trong các khóa học Spalinit á, không mấy bạn không chỉ á, là mình sẽ học về là tất cả về treatment da công nghệ cao hay là về chăm sóc da spa, mà còn có luôn cái phần là gọi đầu dưỡng sinh. Thì cái phần gọi đầu dưỡng sinh này là một xu hướng mới có rất là nhiều khách hàng ưa chuộng. Thì đây lớp của mình đang thực hành. Đây là bạn học viên. Chào Thanh. Em học được bao lâu rồi ha? Mình giới thiệu một chút cho mọi người cùng biết là tên em và em học bao lâu và hôm nay là mình lên mẫu như thế nào rồi. Dạ em tên là Thanh, là em học được mấy ngày rồi cô? Là vô đây được được tuần chưa ta? Dạ được 1 tuần Được tuần. rồi. Hôm nay là ngày em lên mẫu đầu tiên. Ngày em lên mẫu đầu tiên gọi đầu. Lên mẫu đầu tiên của mẫu gội đầu ha. Dạ. Thì nãy giờ thì cô cũng đã hướng dẫn cho mình cái cách mà mình là gội đầu tạo bọt cũng như là mình làm như thế nào. Thì khi mà trước khi mà em học khóa chăm sóc da ở đây á, thì em có biết là mình có luôn cái phần gội đầu dưỡng sinh này không? Dạ có. Dạ có biết à. Dạ có biết Sao ngại vậy? Thấy mà rất là xinh nè. à. Thì mình khoa học nghề này á, thì đầu tiên á, mình xinh xắn như vậy nè, thì mình làm đẹp thì nó rất là ok, là chuẩn rồi. Thì bây giờ có luôn cái khóa gội đầu dưỡng sinh này á, thì khi mà em xin việc làm á, thì nó sẽ là rất là dễ dàng luôn, tiện cho mình luôn ha, không cần phải đi học thêm khóa riêng cái khóa gội đầu dưỡng sinh nữa. Thì bây giờ mình làm á, thì mình thấy tự tin không? Nãy giờ thấy cũng hơi rối nha. Dạ mới nên là hơi còn rung mà. Rồi cứ tiếp tục làm đi, cho thêm nước vô. Rồi bên đây á, là một bạn học viên vào chắc cũng hơn 2 tuần thấy Ngọc ha. Em hơn 2 tuần đúng không? Dạ đúng rồi, dạ vô hơn 2 tuần ạ. À Ngọc, bé Ngọc thì là vào hơn 2 tuần. Em ở Tiền Giang đúng không Ngọc? Dạ đúng rồi. À thì khi mà trước khi vào học ở đây á, thì vì sao em biết Minh Đan mà tới học? Dạ có lên mạng tìm hiểu với là có em học trước ở đây rồi cô. À em là chị em của bé bé Tuyết khóa trước đúng không? Dạ đúng rồi. À thấy em nó đi học xong rồi mình cũng đi học theo luôn. Dạ. Tuyết cũng ra nghề hồi khóa trước rồi. À thì bây giờ mình học á, thì có cái phần gọi đầu dưỡng sinh này em có thích không, hay là mình thích thích cái phần nội dung nào nhất? Tại vì cái khóa học Spalinx của mình nó sẽ gồm có 7 phần luôn. Nó có là chăm sóc da nè, treatment da công nghệ cao, với hay là những cái phần massage body, rồi có gội đầu dưỡng sinh. Thì em thích cái phần nào nhất? Dạ em thích cái phần chăm sóc da với bên body á cô. À thích cái phần chăm sóc da và massage body để mình mở spa và chăm sóc da cho khách hàng. Nhưng mà giờ có luôn cái gội đầu dưỡng sinh thì có thích luôn không? Dạ có thích gội đầu ạ. Dạ. Nãy giờ mình đang chăm sóc da cho khách hàng kết hợp với gội đầu dưỡng sinh ha. Thì đây là một phần nhỏ trong các khóa học Spalinit. Đó là về phần gội đầu dưỡng sinh. Thì ở những cái clip sau thì bên trường sẽ có nhiều những cái hoạt động cũng như là những cái buổi thực hành của lớp Spalinit khác. Thì mời các bạn theo dõi ở những cái clip sau để mình biết được là những hoạt động hàng ngày của các bạn học viên khóa Spalinit sẽ như thế nào nha.